ក្រុមហ៊ុនមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសាញយុទ្ធហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់តែខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនតាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តើអត្តបទទី1មង្គលការពួកយើងទៅតែបានបីរយសាយសិបបីថ្ងៃអូនក៏លះបង់ទាំងទឹកភ្នែកពាក្យចុងក្រោយអូនបានប្រាប់បងថាបាទថាយ៉ាងណាទៅបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយគឺថាមានរីវ័យក្មេងបាទស្រស់ស្អាតម្នាក់ ទៅតារៀបការបានមិនទាន់បានមួយឆ្នាំស្រួលផងបានលាកចាក់លោកបាទទាំងមួយក្មេងបែបនេះបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2បែកធ្លាយរូបភាពរៀបការរបស់មេនីតាអំឡុងឆ្នាំ2017បាទប្រិមត្តបានដឹងហើយកញ្ញាបាទមេនីតាដែលកន្លងមកធ្លាប់តែទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងការខូវើបាត់ចម្រៀងបាទផ្លូវណាទៅផ្ទះខ្មែរក្មេងបាទលានេះស្រាប់តែមានរឿងរ៉ាវរកម្មកុសបាទជាមួយនឹងអ្នកនាងសេងសុខឹមត្រូវបានគេទម្លាយថាធ្លាប់មានស្វ
long thân nạc tí đọc bì bà bắt chế cô ở tờ xá bà chờ dân cha mớ thà tao bị thay ai chờ bà long chọc đà rì tê bà chân bà mất dân mà tạm đà lùm ất nơi ăn tập bọt thằng bệnh đi đôi tổng tế một cô ca phụ dân tập tài bàn bây rồi xài sắp bạch ngay ốn liệt bọn tên tập phân ích bị trong cái đó rồi bà ốn bàn bạp bọn tha nít chia xong này khai ngôi rồi bọn nạp bạp bạp bàn đàn trên công Facebook bà nè bạn thôi ơi mà hạt chân được nông sống cùng online anh hơi miên ả rộng cổ đồ đô nâng sọc cho đài giang kháng cái nạp bê khlâm xa xong này đang nốt bàn bình chạy thá rưu kê bạc bằng phẹt dì đang vầy khám ý nâng tư tài riêng ca cho mỗi khí nghĩa mình đòn một chân nàm phong có trời khí lịch ngái bị khí nghĩa chơi riêng rồi hốt tém chật này sở lanh cái nạp này Facebook cho mùa tha xong nàng nóp đã chơi mà cha xong này kháng lơ bàn bán điệp rộp cho học sạch cái đài tha mong cô ca phụ dân tư tài bàn bây rồi xài cho bệnh ngay bàn nốt một toàn bàn một chân nàm phong ốn cậu bàn liệt bóng tạm tật phân ích bị trong cái đó được bà ôn bà bóng thá cũng bóng đại một tạm thái ốn đồng nọ tật phân ích có sợ cho anh lúc sau đấy chỉ ngồi khía trả nà hà rộp mình ớ ốn bàn liệt cha bị phản đầy mùi ní tạm vệ khuyến bóng mình chọn ở ôn tài tê ốn một vệ ngốc ôn xâm lanh nếu bàn xa lấp nơi bà tê ảnh đìa nâng mong bàm bấy đọc nhật tí mong nực mè mong bàm ôn dài sập nhật tí nếu thằng ai tì bàm mũi khai thân lúc nàm bì bàn phì bì xong ốn tự ở bàn sốc bị thi bọn nít đang bà rục nơi sọc cầm nát thật nực nóng phùng bây bà sấn không bà sài sọc cầm cô bà rái khá tự kéo tạm bà phúc bì mật phẹt chạch nét bàn bà phải tăng thá nếu mình cho người thơ hùng tật ngôn bà em nâng lợi chết sko trong nay ai mật phẹt lọc sạc xa cho mùi khí nếp cơ lòng mốt có bán bằng hàng cái đầy kìm khóm à lọ à lấy đang nếu mình bàn mốt cho rung tự tù sở nhạc bạch hà dớn chạch tự sở nhạc bạch cho mùi khí nế hết ấy có phụ ổn giấy tới cho phụ dân bạp ní sau tay phụ màn khai tiết xóa xong phụ ổn giấy từ bàn xong hợp xúc tới căn tì cần lành đài lọ chỉ ở tay tạng ní sách cả sẽ cắm trong non tì giam sụp bấy ở tay tạng ní sách cọng tì bây bà bình bật này cử tệ tương nâng nơi đi vây khám hình xót xác mà nẹ bàn các người chung ngư cần thảo bà chung ngư thảo phong tận nôn và anh phong bà lợt chiêm bà chẳng bàn thà nơi khám hình nó tế bà sắp tay chung ngư chẳng cô ơi xót xác đài nè bạn thật tôi mở rộng nạp hiệp bản nơi ai bật tế ảnh tìa nọ. Chúng bác có xôn châu ruộng rộng lệch tốt đó cổ rộng cổ xa xót và xôn ở viên ạc khăn và ổn giấy tất cả mọi người có thể phục công bày khẳng thể lời. Ở con bài mặt xôn bật chọp nơi ạc bật này hay dường mà tạm đàn nơi ạc bật mùi tiết. Nhạp áo cổ bài thị lý rụp hiệp và điệp cá ở rộng bác đà ra chùm riêng mê nita ông lòng chân nắm bị bọn đọc rộng bì. Đức đại bài mật bàn đằng ngài thá gọi bì tự tụ bếp mình xóm rung bì tà ra chùm riêng bên nít tá chỉ bị xét đìa khuôn chia sạch tên người mai dù rục xa át tại trả đất mình bán tức bài khía chùm bồi nâng sóng xa đà ra xây xanh chục hình bàn bằng hấp đâm đằng thá đà ra chùm riêng bên nít tá đắc lọc tại hai căn nhà bên nít tá bình bình ngọt nút ca bất lọc điệp cá nâng miền con bí rồi tà hơi bần tái chỉ diễn bạch bán rừng ni dàng nà mênh mà hạ chân có nơi mình toàn ở chết bà tụ bài chìa nạn liên xanh chục hình chứ bà lo hình bằng hoa nửa lưu bằng đàn chẳng cung đọt nặng đi cái đây tức nâng thamay thamay ní bài thị lì rụt phía bà rịp cà rập bọt đà ra chùm riêng mê nít tá tức thôi ơi mà hà chốn xoàng đổi thằng ngài che tu giang đà ra xoay mê nít tá miến chùm mùa bình hạ thà bờ xoay miếc đại bàn rịp cá chùm mùi nâng xoàng mấy tăng tăng bì âm lóng trong chân nằm bì bọt đập rầm bí một lê đói sọc thằng ngái con cốn cùng bông rụt nớ chùm mùi nâng mặt đài khốn hay đài trời chìa dì nực nồng khai cùng bốt tiết sót mực đọt bình ní kì mạnh toàn khương đà ra chùm riêng mê nít tá
ឆ្លងឆ្លងនឹងមតិរិះគន់ពីមហាជនទូទៅលើបើប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការបែកធ្លាយរូបថតតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះមីនីតាហើយពើស្រីមាសបាទរៀបការតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្លេះបាទមានកូនបាទមានប្តីទៅហើយបាទស្មានតែនៅក្រមុំណាបាទដោយបាត់ចម្រៀងចាស់ពីដើមស្មានតែនៅក្រមុំបាទមានអីបាទមានប្តីមានកូនរួចទៅហើយហ្នឹងអរគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតក្រោយឃើញពេជ្រថៃ ប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះហើយគ្នាផ្ញើពាក្យជូនពរម្នាក់មួយមាត់ថាជាចាត់ថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះគឺជាថ្ងៃទី2ទៅហើយនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបព្រមទាំងមានការដឹកហត្ថលេខាបេក្ខជនពីសាលារដ្ឋនីតិខេត្តនិងសាលាស្រុកទៅកាន់មណ្ឌលប្រឡងទាំងអស់ដោយគណៈនាយកទូតទាំងប្រទេសគណៈកម្មការអបមត្តជំនួយការអបមត្ត ប្រធានអនុប្រធានមណ្ឌលរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងនោះដែរសូមជម្រាបថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដំណើរការបានល្អនិងដោយរលូនហើយមិនមានបាតុភាពមិនប្រក្រតីធម្មតាកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះឡើយដោយសារតែបេក្ខជនគោរពទៅតាមបទបញ្ញត្តិដែលក្រសួងបានដាក់ចេញចំណែកឯមន្ត្រីអប់រំគ្រប់ដាក់ថ្នាក់អនុវត្តការងារប្រកបដោយទ
ថ្ងៃទី2នេះដែរក្រុមគ្នាមានការផ្ញើផ្អើយ៉ាងខ្លាំងក៏ឃើញវត្តមានតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺប្អូនប្រុសពេជ្រថៃក៏បានចូលប្រឡងបាក់ឌុបផងដែរក្នុងនោះបើយោងតាមគណៈនៃ ពេជ្រថៃជាកូនអ្នកខេត្តបាត់ដំបងហើយជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលវ៉ៃឈិតកម្ពុជារដូវកាលទី1កាលនោះពេជ្រថៃទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ហ្វេនហ្វេនរបស់ខ្លួនស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿនិងអ្នកសមានមិនដល់ហើយមិនសូវមានអ្នកដែរពេជ្រថៃបានប្រាប់ហ្វេនហ្វេនថាថ្ងៃទី1នៃការប្រឡងត្រូវបានបញ្ចប់ដោយរលូនត្រៀមត្រៀមថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃទ
ជំនួសឲ្យសំណាងល្អនិងប្រឡងជាប់ជំនួសឲ្យជោគជ័យនៅឯដល់និតិអេនៅពេជ្រថៃចំក្នុងឋានៈដល់ពី3កំឡោះតូចចង្ហាណាព្រមទាំងមានពាក្យពេជ្រជំនួសពេជ្រថៃជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចលើកយកមករៀបរាប់បានបាទប្រិមិត្តនៃកែតតើងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបងប្រុសបាទពេជ្រថៃ ដែលគេស្គាល់ថាចិត្តរាជំរៀងវ័យក្មេងក៏ដូចជាម្ចាស់របស់គិតកម្ពុជារដ្ឋការទី1បាទព្រឹកថ្ងៃខ្លួនបាទពេជ្រថៃរៀនថ្នាក់ទី12បាទបាត់ទៅហើយយើងមើលនៅកូនក្មេងនៅឡើយណាប៉ុន្តែធម្មិចបាទគ្នាតូចល្អិតបាទបែបហ្នឹងទៅហើយជូនពរដល់អូនប្រុសពេជ្រថៃបាទប្រឡងជាប់អរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងបីនេះ